Một loạt các động tác nó sẽ giúp cho mình cân bằng và mình trẻ khỏe, cho nên cái nhịp điệu nó sẽ đều đều và nó đi đều nhau. Mình sẽ ít cái thời gian nghỉ nhưng mà cái động tác nó sẽ không quá khó, nó sẽ giúp cho toàn thể cơ thể chúng ta được trao đổi năng lượng vào buổi sáng nhé. Rồi mời cả lớp, Thu Hằng sẽ ngồi nghiêm chỉnh như em. Mắt nhìn xăm xăm vào màn hình. Rồi mời cái lớp ổn định cơ thể mình ở trên thảm nào. Hai tay tách nhẹ xương mông để xương ngồi áp chặt xuống dưới sàn. Xoay một vòng cho vai. Vươn dài cột sống lưng đến đốt sống cổ. Hai mắt nhắm nhẹ. Hít một hơi thật sâu. Thở một hơi thật chậm. Hít một hơi thật sâu. Thở một hơi thật chậm. Hai tay chắp trước ngực. Cả lớp cùng thực hành 3 tiếng ôm để đánh thức năng lượng của chính mình, kết nối năng lượng với lớp học và kết nối năng lượng với vũ trụ. Hít sâu. Hít vào. Lần cuối hít sâu. Mời cái lớp hai tay thủ ấn Chimura, ngón trỏ đặt nhẹ dưới ngón cái và đặt ở trên gối. Hãy chọn cho mình một tư thế ngồi thật thoải mái. Ngồi bán hoa sen hoặc là ngồi hoa sen. Thu cầm về một chút, giữ cho cột sống thẳng. Khép nhẹ đôi mắt, cong nhẹ đầu lưỡi và chạm nhẹ lưỡi ở nú hàm trên. Lòng bàn tay ngửa. Chúng ta bắt đầu thả lỏng cơ thể. Hãy thả lỏng đầu, vầng trán, khuôn mặt thả lỏng và mềm mại. Đôi môi mỉm cười nhẹ. Hít vào một hơi thật sâu. Chậm chậm thở hết hơi ra. Khi ta hít vào, cơ thể đang thu một nguồn năng lượng tinh khiết của vũ trụ. Không khí đầy ắp hai lá phổi. Hơi thở sẽ đi sâu vào từng phế nang. Các phế nang đầy ắp hơi thở. Khi ta thở ra, bụng xẹp xuống. Lúc này, ta đưa toàn bộ khí bã ra bên ngoài. Những khí bã đầy đục bẩn. Bạn biết đấy, đôi khi trong cuộc sống này, chúng ta không thể tránh được những cảm giác hỗn loạn. Bạn đừng nghĩ về nó, hãy thả lỏng và chỉ cảm nhận nó thôi. Quan trọng là ta cảm nhận được sự chuyển động của cảm xúc, của cơ thể, của từng hơi thở và nhịp đập của con tim. Và giờ đây, trong cái khoảng lặng này, hãy cảm nhận cảm xúc của chính mình, tìm lại sự cân bằng, yên ả bên trong. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hãy cảm nhận khoảng lặng đó. Cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn để cảm nhận sự cân bằng của cơ thể. Hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật chậm và nhẹ nhàng tiếp tục hít vào
một hơi thật sâu, căng căng cơ bụng lên. Chậm rãi, thở ra, hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Hít vào nhẹ nhàng, đưa hơi qua hai cánh mũi, xuống cuống họng, xuống bụng, căng tròn bụng lên. Chậm rãi thở ra, hấp sâu bụng lại, hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Lần nữa hít vào, căng tròn cơ bụng lên tối đa, thở ra hấp sâu. Thở hấp sâu. Hít vào nhẹ nhàng, căng tròn cơ bụng lên. Nín thở, giữ hơi lần thứ nhất. Hãy thả lỏng vầng trán, thả lỏng đỉnh đầu, vươn dài cột sống. Giữ hơi giúp tăng sức bền, tăng sức chịu đựng cho bản thân mình. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Lần nữa hít vào, căng tròn cơ bụng lên. Chậm rãi, thở ra, xẹp xẹp bụng lại, hấp sâu bụng vào rốn, tống hết hơi ra bên ngoài. Hít vào, căng tròn cơ bụng lên như một quả bóng. Thở ra chậm rãi, xẹp xẹp quả bóng xuống, tống hết hơi ra bên ngoài. Lần cuối hít vào, căng tròn cơ bụng lên, nín thở giữ hơi. Phíp phíp thở bằng bụng giúp đưa nhiều oxy hơn vào phổi, làm đả thông các kinh mạch và huyệt đạo của chính mình. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Mời cả lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên nào. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở chậm. Hai tay ôm nhẹ gối. Cầm hướng nhẹ về xương ức. Hít vào. Ngẩng mặt vươn cầm nâng cổ. Thở. Hấp bụng. Cầm về sát ngực. Hít hai. Ngẩng mặt vươn cầm nâng cổ. Thở. Cầm về sát ngực lần hai. Lần cuối, hít vào, ngẩng mặt, vươn cầm, nâng cổ. Mắt vẫn nhắm để tránh nhăn vùng trán. Vươn cơ cổ dài hơn về phía trước nào. Giữ ở đây. Hít sâu, thở chậm. 3, 2, 1, chậm rãi. Cầm hướng về xương ức, thở hết hơi ra. Giữ lại. 3, 2, 1, nhẹ nhàng hít mặt về chính diện. Thở ra chậm rãi, xoay mặt sang bên phải. Hướng nhẹ cầm lên trên. Hít vào về giữa. Chậm rãi, xoay mặt sang bên trái. Hướng nhẹ cơ cầm lên trên. Hít vào về giữa. Chậm rãi, xoay mặt sang phải đổi bên. Hít mặt về giữa. Chậm rãi xoay mặt sang trái đổi bên. Hít vào về giữa. Xoay mặt sang phải đổi bên lần cuối. Hít sâu thở chậm.
giữ thẳng cột sống, ép chặt mông xuống sàn, hơi nâng cằm lên trên. 3, 2, 1. Hít mặt về giữa. Thở, đổi bên lần cuối. Hít sâu, thở chậm, thả lỏng hai cầu vai, vươn dài cột sống hơn nữa, rướn đốt sống cổ cao hơn. 3, 2, 1. Hít mặt về chính diện. Hít vào, vươn hai tay lên cao, vươn thẳng hai tay lên trần. Mở rộng 10 đầu ngón tay và căng căng 10 đầu ngón tay của mình. Hít sâu, thở chậm, giữ ở đây 3 hơi. 3, 2, 1, thở, hai tay chắp, kéo nhẹ hai tay về trước ngực. Trà sát lòng bàn tay vào nhau, tạo độ nóng ấm cho đôi tay của mình. Kích hoạt các huyệt đạo dưới lòng bàn tay. Cố gắng chạy lâu một xíu ha, ở ngoài Bắc nó lạnh cho nên cái độ nóng nó rất là khó. Rồi có hơi ấm rồi hãy đưa tay lên mắt, cho hơi ấm tràn vào mắt và cảm nhận hơi nóng ấm giúp cho đôi mắt mình trong hơn, sáng hơn nè. Lần nữa nào cả lớp. Đưa tay lên mắt lần thứ hai. Rồi hai tay kéo về phía trước, chắp hai tay trước ngực, cúi đầu chào nhau. Namaste. Nguyễn Huyền xin chào cả lớp mình một lần nữa. Rất vui đã đồng hành với lớp mình trong cái tập sáng hôm nay. Rồi mời cả lớp đưa cơ thể mình về tư thế con mèo. Tay phải hướng về phía màn hình. Ổn định và chỉnh cơ thể, tư thế nhanh ạ. Lòng bàn tay mở rộng, áp chặt lòng bàn tay, ký sâu mũi chân, mắt nhìn về phía trước. Hãy nhắm mắt để cảm nhận hơi thở. Thì xin chọn màn hình của một bạn ha. Thấy bạn Thảo Nguyên, màn hình rất là to, rõ sáng nè. Rồi Thảo Nguyên làm mẫu giúp lớp nha. Hít vào, võng lưng, vươn ngực, rướn cằm. Thở, hóp bụng, cuộn từng đốt sống lưng, cằm về sát ngực. Chúng ta hãy đi từ cái phần xương cùng trước. Hít hai, võng lưng, vươn ngực, rướn cằm. Thở, hóp bụng, cuộn từng đốt sống lưng, cằm về sát ngực. Lần cuối, hít vào, võng lưng, vươn ngực, rướn cằm. Giữ ở đây, hít sâu, thở chậm. 3, 2, 1. Thở, hóp bụng, cuộn từng đốt sống lưng, cằm về sát ngực. Gù cao cái lưng hơn nữa nào. Hít sâu, thở chậm. Mở căng 10 lòng ngón tay. 3, 2, 1. Hít mặt về chính diện. Áp chặt 10 đầu ngón tay xuống dưới sàn. Ký mũi chân. Nâng hông, đẩy hông ra sâu về tư thế cho ấp mặt duỗi mình. Thở hết hơi ra. Tay tốt áp chặt 10 đầu ngón chân và áp lòng bàn chân gót chân xuống dưới thảm. Thẳng cái gân kheo. Ai chưa tốt thì hãy co nhẹ cái gân kheo lại để áp chặt gối xuống sàn. Hít vào, nhón cao gót chân. Đẩy vai ra sau nào cả lớp. Nhón cao gót chân hơn nữa nào. Rút sâu bụng rốn, kéo toàn bộ đỉnh mông lên trần. Thở, hạ gót chân xuống dưới sàn. Hít hai, nhón cao gót chân.
Tôn Lý đẩy vai ra sau em. Thở, hạ gót chân xuống sàn lần hai. Lần cuối hít vào nhón cao gót chân. Lần này hãy cố gắng đẩy vai ra sau. Rút sau bụng rốn, đẩy cái đỉnh mông lên trần hơn nữa. Nhón cao gót chân hơn nữa nào cả nhà. Thẳng cân kheo ra như Lam ơi. Khi nhón cao gót chân rồi mình đã có một cái khoảng không rất là lớn. Thẳng toàn bộ cân kheo. Kéo đỉnh mông lên, nhón cao gót chân hơn nữa. Thùy Duyên thẳng cân kheo, đẩy đỉnh mông lên. 3, 2, 1. Mắt nhìn về giữa hai tay, đi chừng từng bước chân nhỏ về phía đỉnh đầu. Đi bằng mũi chân thẳng gân kheo. Đẩy vai ra sau, Thảo Nguyên, nặng cho đôi tay của mình. Cố gắng giữ tay lại vị trí ban đầu, không xê dịch tay của chúng ta. Nhón và đi từng bước nhẹ nhàng, đi bằng mũi chân. Về đến đỉnh đầu và đứng bằng mũi chân. Đúng rồi, rút sau bụng rốn. Kích hoạt 10 đầu ngón chân của mình nào. Chờ cái lớp chúng ta về tới. Hít sâu, thở chậm. Thở, hạ gót chân xuống sàn. Co nhẹ gối về cò cuối gập sâu. Thở hết hơi ra, bụng áp chặt vào đùi. Ai bụng chưa áp chặt vào đùi, hãy co nhẹ gối lại để bụng áp chặt vào đùi nào. Hít sâu, thở chậm. Hít vào. Ngón tay ngẩng mặt, nâng người về cò ngẩng mặt. Đẩy căng lồng ngực. Về cò ngẩng mặt cho chui lên trái núi thì Duyên ơi. Vươn dài cột sống. Thở, thoát bụng cò cuối gập sâu. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Vươn thẳng hai tay lên trần. Ổn định tư thế trái núi. Ai chúng ta bị chóng mặt, bị huyết áp thì hãy tách nhẹ chân ra bằng một nắm đấm. Áp chặt lòng bàn chân xuống dưới sàn. Cuộn cơ mông lớn xuống lê hương bị võng lưng. Hít vào nhón cao gót chân. Hai tay đan vào nhau, kéo giãn toàn bộ cột sống. Đẩy ngược lòng bàn tay lên trần. Hít sâu, thở chậm. Giữ ở đây, nhón cao gót chân hơn nữa cả lớp mình. 5, 4, 3, 2, 1. Thở, hạ gót chân xuống sàn. Xuôi tay theo thân, cầm hướng nhẹ về xương ức. Thở hết hơi ra, thả lỏng toàn bộ tay vai cơ thể. Hít vào, vươn hai tay lại lên cao. Thở, thoát bụng vươn dài người về phía trước. Hai tay đặt cạnh chân, đỉnh đầu chúc xuống sàn. Thở hết hơi ra. Hai tay đặt cạnh chân, đỉnh đầu chúc xuống sàn. Áp chặt lòng bàn tay xuống sàn luôn Thảo Nguyên. Áp chặt lòng bàn tay xuống sàn. Về cò cuối gập sâu. Và bò hai tay ra phía sau nào. Cả lớp mình. Chậm rãi bò hai tay ra phía sau. Cả lớp có nghe rõ không ạ? Bò hai tay ra phía sau cả lớp. Vươn dài hai tay ra phía sau. Càng ra sau càng tốt nào. Bò hai tay ra phía sau. Đúng rồi. Chạm tay xuống dưới sàn. Bò tay ra phía sau. Căng toàn bộ cơ đùi, cơ mông của mình. Hít vào. Vươn tay lên. Vươn thẳng hai tay lên trần. Về lại tư thế trái núi. Thở, nghiêng người sang bên phải. Hai tay kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang bên phải cả nhà. Mở căng lồng ngực. Mắt nhìn lên trên. Hít vào, nâng lên. Thở, nghiêng lườn sang trái. Đẩy căng lồng ngực. Hai tay vẫn kẹp sát mang tay. Hít vào, vươn lên. Hai tay đan lại, bẻ lòng bàn tay lên trần, đẩy ngược lòng bàn tay lên trần. Thở, nghiêng lườn sang phải lần cuối. Lần này chúng ta căng căng hơn nữa nào.
tay vai căng hơn nữa cả lớp mình. Hít sâu, thở chậm, thở hết hơi ra. Mỗi hơi hít vào giữ thế, thở ra tiếp tục nghiêng sâu, cuộn cơ mông lớn xuống để không võng thắt lưng cả lớp mình. Giữ 3, 2, 1, hít vào vươn lên, vươn thẳng cơ thể lên. Thở, nghiêng lường sang trái, thở hết hơi ra. Hít sâu, thở chậm. 3, 2, 1, hít vào vươn lên. Mở căng lồng ngực, mắt nhìn lên trên. Nhìn theo lòng bàn tay của mình ở cả lớp. Lòng bàn tay chúng ta vẫn để ngửa lên trần ha. Thở ra, hóp bụng, vươn dài người về phía trước. Hà tay phải bên ngoài chân trái. Tay trái vươn lên cao, mắt nhìn theo tay trái. Lúc hạ thẳng chân lên cả lớp mình, thẳng toàn bộ hai chân lên cả nhà. Cố gắng thẳng chân lên. Đúng rồi. Ai thẳng được chúng ta cố gắng thẳng chân lên ha. Hít sâu, thở chậm. Hít vào, vươn lên, vươn thẳng hai tay lên. Chắp lòng bàn tay lại, bẻ ngược lòng bàn tay lên trên trần. Đẩy ngược lòng bàn tay lên trần á, đúng rồi, hình như cái mạng của Thảo Nguyên với cái mạng của Huyền nó không có khớp hay sao á, nó đi rất là chậm khó nghe đúng không nào? Thở ra, hóp bụng vươn dài người về phía trước. Hạ tay trái bên ngoài chân phải, tay phải vươn lên cao, mắt nhìn theo tay, thẳng toàn bộ gân kheo. Mở căng lồng ngực, hướng mắt lên trần. Tôn lấy thẳng chân lên em. Ở cái biên độ này mình không có bị gò bó cái đôi chân của mình. Thẳng chân nhưng mà chúng ta cố hơi nương nhẹ lại để tránh cái khớp gối của mình bị tổn thương. Hít vào vươn lên, hai tay vươn lên cao. Cuộn cơ mông lớn xuống, hóp sau bụng, rút cơ đùi, đẩy hông, mở ngực, ngã người ra sau về tư thế cây lau. Hít sâu, thở chậm. Hít vào, vươn lên, vươn thẳng cơ thể. Thở ra, co nhẹ gối, vươn dài người về phía trước. Chùng nhẹ hai gối lại cả lớp mình. Chùng nhẹ hai gối, đẩy mông ra sau về tư thế cái ghế ảo á, Mai Vy. Cái ghế ảo, đúng rồi. Tiếp tục chùng nhẹ gối xuống để cho mông song song với gối của mình nào. Hạ thấp mông. Hạ thấp mông cả lớp mình, mông song song với đầu gối chưa nào. Và vươn tay về phía trước, chạm tay xuống mặt sàn. Bụng chạm sát vào đùi. Mông đẩy ra sau, hạ thấp mông nữa. Thảo Nguyên vươn tay về phía trước á, Thảo Nguyên bò hai tay về phía trước á. Đúng rồi, bò dài tay về phía trước. Hạ thấp mông, mông song song với gối cả lớp mình. Đúng rồi, thở hết hơi ra nào. Giữ. Thì Duyên, hạ thấp mông xuống Thì Duyên ơi. Thì Duyên về tư thế cái ghế ảo. Thấp mông xuống, mông song song với đùi cả lớp. Bò dài về phía trước, mắt nhìn về phía trước đi. Thở hết hơi ra. Cảm nhận cơ đùi đang săn chắc lúc này. 5 4 3 2 1 Nhẹ nhàng hít vào vươn lên. Vươn thẳng cơ thể lên. Vươn dài cơ thể, kéo giãn toàn bộ cơ thể về tư thế trái núi. Rất là tốt cho mình ở cái tư thế này. Kích hoạt toàn bộ năng lượng trong cơ thể. Thở, chung nhẹ gối, đẩy hông ra sau về tư thế cái ghế lần hai. Lần này hai tay xuôi theo thân nào. Hai tay xuôi theo thân, đánh hai tay ra sau. Đánh hai tay dọc ra sau á, đúng rồi cả lớp mình. Giữ, chị Như Hành hạ thấp xuống miếng nữa. Chị Như Hành thấp xuống, đúng rồi. Gối không vượt quá các ngón chân của mình. Gối vượt quá các ngón chân thì rút bụng đẩy hông ra sau. Tiếp tục giữ thế. 5 4
3, 2, 1. Vươn dài lại hai tay về phía trước, hai tay kẹp sát mang tay, cơ thể vẫn giữ ở tư thế trái núi Trang Dương Tôn Lý. Thở hết hơi ra. 3, 2, 1. Bụng chạm đùi, tay đặt cạnh hai chân. Vẫn giữ ở tư thế bụng chạm đùi, tay đặt cạnh hai chân. Giữ lại. 3, 2, 1. Rồi nhẹ nhàng nâng nhẹ gối lên về cò cúi gập sau. Thở hết hơi ra. Hít sâu thở chậm. Hai tay ôm nhẹ cái gót chân của mình. Hai tay ôm nhẹ gót chân. Hít sâu thở chậm. Bụng chạm vào đùi và dần dần thẳng dần cái gân kheo lên. Đẩy đỉnh mông lên. Ai tốt rồi đẩy đỉnh mông về phía trước nào cả lớp. Hít sâu thở chậm. 5, 4, đẩy đỉnh mông lên trên, rút sâu bụng rốn lại, thẳng nhẹ cái gân kheo, tập cho cái gân kheo ở đây. 3, 2, 1, hít vào, vươn hai tay lại lên cao. Chúng ta bữa nay tập cho cái cột sống ở chiều thẳng đứng ha cả lớp mình, nó sẽ giúp cân bằng toàn bộ cơ thể của mình. Thở, hóp bụng, vươn dài người về phía trước. Hai tay đặt cạnh chân, định đầu chúc xuống sàn. Thở hết hơi ra. Bám chặt hai tay xuống dưới thảm. Chân phải hít bước dài, chân phải ra sau. Chân phải hít bước dài, chân phải ra sau. Cái mạng hôm nay nó bị không ổn định cả nhà nha. Thở, rút chân trái về bằng chân phải, đẩy người về phía trước tấm ván. Đạp mạnh gót chân ra sau, rướn nhẹ người về phía trước, xốc vai lên. Hít sâu bụng thu hằng, rút cơ bụng lên em. Hít sâu, thở chậm. Thở hạ gối. Hạ ngực giữa hai tay, cầm chạm sàn, mông nhô cao. Duỗi mũi chân, xoay một vòng cho vai, lướt người lên tư thế con rắn, thở hết hơi ra. Ký mũi chân, rút hông, đẩy mông ra sâu lên cao về chó úp mặt duỗi mình. Hít sâu thở chậm. 3, 2, 1. Nhẹ nhàng tay phải nắm được cổ chân trái. Tay phải đâu cả lớp mình, nắm được cổ chân trái, đúng rồi. Mắt nhìn sang hướng bên trái nào. Hít sâu thở chậm. Đẩy bả vai ra sau nữa thì duyên, giữ. 3, 2, 1. Đưa tay về lại chính diện. Tiếp tục về tư thế chóp mặt duỗi mình, thở hết hơi ra. Nhẹ nhàng tay trái nắm cổ chân phải, đổi bên. Mặt nhìn về phía bên phải. Căng toàn bộ hai bả vai, giữ. Hít sâu thở chậm. 3, 2, 1. Đưa tay về chính diện. Đẩy người lại về tư thế tấm ván. Đạp căng gót chân ra sau. Giữ ở đây 5 hơi thở nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hơi chồm nhẹ người về phía trước. Kẹp hai tay vào sát mặt mạng sườn. Rút sâu bụng rốn, thở, hạ chaturanga, hạ xuống chaturanga. Không chạm sàn cả nhà mình, chưa chạm sàn, hạ chaturanga giữ. 3, 2, 1. Hít vào, lướt người lên, chó ngẩng mặt, hai gối không chạm thảm. Lướt người lên cả lớp, chó ngẩng mặt, hai gối không chạm sàn.
Mũi chân chạm sàn, gối không chạm sàn, thẳng toàn bộ tay lên. Đúng rồi, tay chúng ta thẳng. Hít sâu, thở chậm. Giữ, rút sâu bụng rốn. 3, 2, 1. Ký mũi chân, nâng hông lên, về lại cho ấp mặt duỗi mình, thở hết hơi ra. Hít sâu, thở chậm. 3, đẩy vai ra sau phương loan. 2, 1, hít vào nhón cao gót chân. Chân phải chuẩn bị, hít đá chân phải lên cao. Mũi chân hướng xuống dưới sàn. Đẩy mạnh gót, mũi chân hướng vào trong, gót chân đạp ra ngoài để không bị lệch hông. Chỉnh hông lại, không bị lệch hông cả lớp. Hít sâu, thở chậm. Giữ. 5. Như Lam đẩy vai ra sau, Như Lam. 4. 3. 2. 1. Co gối, chạm trán. Đẩy người về phía trước, co gối, chạm trán. Rút sâu bụng rốn lại. Hít vào, đá chân phải lên cao. Mũi chân hướng xuống dưới sàn. Hai vai cân bằng nhau. Thở, đẩy người về phía trước, co gối, chạm trán. Lúc co gối chạm trán thì mũi chân duỗi thẳng ra. Cố gắng. Gối chạm được trán nào cả lớp, gù cao lưng lên. Lần cuối, hít vào, đá chân phải ra sau. Thở, đẩy người về phía trước, co gối chạm trán lần cuối. Giữ ở đây, mũi chân duỗi ra cả lớp mình, gù cao lưng, sắp vai lên. Cố gắng, gối chạm được trán nè. Mỗi ngày chúng ta cố gắng kéo nhẹ cái biên độ của mình càng gần càng tốt ha. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, đá chân phải lên cao. Hít sâu, thở chậm. Co nhẹ chân phải vào mông. Chọn co gót chân phải vào mông. Đánh lệch hông của mình sang trái. Đánh lệch hông của mình sang trái. Đúng rồi, mở căng hông ở trên trần trước cả lớp mình. Chưa hạ, Thảo Nguyên, chưa hạ. Mở căng hông ở trên trần trước. Đúng rồi. Chúng ta chỉ đánh lệch hông thôi, chưa hạ nha. Giữ thế ở đây. Lệch phần hông cao nữa nào. Gót chân co nhẹ vào gối đi. Gót chân co nhẹ vào mông. Xin lỗi cả lớp. Giữ. 5, 4, 3, 2, 1, chậm rãi, hạ chân sang trái. Ký mũi chân xuống dưới sàn sang bên trái cả nhà. Thu Hằng sang trái. Đúng rồi. Hít vào. Vươn tay phải lên cao. Mở rộng lồng ngực về vũ điệu hoang dã cả lớp. Thở hết hơi ra. Hít sâu, thở chậm. 5. Đẩy căng lồng ngực. 4. 3. 2, 1, hít vào, trở về lại tấm ván. Thẳng cơ thể lên, hít sâu, thở chậm. Giữ. 3, 2, 1, hạ hai gót chân sang bên phải, tấm ván nghiêng nào. Vươn tay trái lên cao. Mắt nhìn theo tay. Hít sâu, thở chậm. Thì Duyên, đau cổ tay rồi hả? 3, 2, 1. Nâng tay trái lên. Nâng chân trái lên. Tay trái nắm được ngón cái của chân trái. Nắm đi cả lớp mình. Đúng rồi, nắm được cái ngón cái. Hướng thẳng chân về phía trước nào. Hướng thẳng chân về phía trước. Giữ. 3, 2, 1. Rồi ai tốt chúng ta? Kéo thẳng tay chân lên trên trần. Đúng rồi. Mai Vy đang làm rất là tốt nè cả lớp mình. Kéo thẳng chân lên trần. Rồi xuống rồi.
Giữ ở đây chụp cho một tấm hình nào. Chúng ta đã đi hết một vòng ha. Chị Như Hành tốt lắm. 5, 4, 3, 2, 1. Thở, hạ tay chân xuống dưới sàn. Rồi, hạ gối, lùi mông ra sau. Về tư thế em bé. Thở hết hơi ra. Tách nhẹ hai đầu gối. Thả lỏng đôi tay, hướng tay ra sau. Dọc theo thân để thả lỏng đôi tay của mình cả nhà mình. Đúng rồi, hạ thấp tay xuống dưới sàn. Thả lỏng cổ tay, thả lỏng đôi vai. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1, bò hai tay về phía trước, bò dài hai tay về phía trước, ký mũi chân, rút bụng, nâng hông, đẩy mông ra sau về lại cho úp mặt duỗi mình thở hết hơi ra. Đẩy vai ra sau Như Lam ơi, rút bụng lại một xíu, đẩy vai ra sau. Như Lam có thể bước nhẹ chân lên một tí. Đúng rồi, bước chân lên. Đúng rồi, đó, bả vai mình sẽ đẩy ra sau. Thì lúc đây toàn bộ cái phần thân trên của mình, cột sống của mình nó sẽ được căng giãn hoàn toàn ha. Chúng ta tập về cho cột sống nhiều hơn, từ vì cột sống tức là cuộc sống của mình. Khỏe về cột sống thì sẽ khỏe. Hít sâu, thở chậm. Hít vào, nhón cao gót chân. Đi từng bước chân nhỏ về phía đỉnh đầu. Hôm nay chúng ta tập nhẹ nhàng chậm rãi thôi. Phương Loan ơi, bước đừng có trùng gối. Bước thẳng chân đừng có trùng gối. Bước bằng cái gót, cái mũi chân. Đừng trùng gối. Đúng rồi, chúng ta trùng gối không còn lực để mà bước ha. Nó không tác động gì sau. Đẩy bả vai ra sau. Thu Hằng cổ lên. Về tới đỉnh đầu. Thở, cò cuối gặp sau nào. Thở hết hơi ra. Bữa nay tập nhẹ nhàng thôi mà. Hít vào. Nhón tay ngẩng mặt, nâng người về. Cò ngẩng mặt. Thở, cò cuối gặp sau. Áp chặt lòng bàn tay xuống dưới thảm. Bước từng chân ra sau về tư thế tấm ván. Rút sâu bụng rốn. Ba, giữ giữ ở đây cả lớp mình. Hai, một. Đẩy hông lên về lại cho ấp mặt duỗi mình thở hết hơi ra. Chân trái chuẩn bị, hít đá cao chân trái. Mũi chân hướng vào trong, bo nhẹ cái hông bên trái lại để không bị vọng thấp, bị lệch hông. Cân bằng hai tay. Đẩy người về phía trước, co gối chạm trán. Cố gắng chạm được trán luôn Mai Vi. Mai Vi chạm cầm tốt rồi. Cố gắng gù lưng chạm được trán. Đúng rồi, chạm trán nó sẽ cao hơn. Hít vào, đá cao gót chân. Thở, đẩy người về phía trước, co gối chạm trán lần hai. Gù cao lưng hơn nữa Thùy Duyên. Hít vào, đá cao gót chân. Siết sâu bụng rốn, đẩy vai ra sau Thu Hằng. Thu Hằng đẩy vai ra sau em. Đúng rồi, thở, đẩy người về phía trước, co gối chạm trán lần cuối. Cù cao lưng lên, gối chạm được trán đi nào. Mũi chân duỗi thẳng ra. Hít sâu, thở chậm, giữ ở đây. 3, rút sâu bụng rốn cả lớp.
Hai, một, hít vào đá cao gót chân. Vươn dài cột sống hơn nữa nào. Đúng rồi. Co gót chân về phía mông. Co gót chân về phía mông cả lớp. Rồi, chúng ta lệch hông trái sang bên phải nào. Lệch hông trái sang bên phải giữ ở đây. Đẩy mạnh hông trái lên. Hồi nãy không cho lệch ha. Bây giờ được lệch rồi. Phương Loan chưa hạ chân. Giữ. Vẫn lệch hông trái ở trên không nào. Giữ ở đây. Đúng rồi. Ba. Hai. Chị Ngô Thị Bảy qua rồi à. Một. Thở. Hạ chân trái sang bên phải. Hạ chân trái sang bên phải. Đúng rồi. Đẩy người lên. Về tư thế vũ điệu hoang dã. Vươn thẳng tay trái lên trần. Hơi mở cái lồng ngực mình lên trên. Đẩy lồng ngực qua một bên, miếng nửa mai vị. Hít sâu, thở chậm. Đúng rồi, chị Như Hạnh tốt lắm ha. Giữ. 3. 2. Thì Duyên sẽ rớt rồi. 1. Hít vào. Nâng lên. Vươn người lại về giữa. Đẩy cơ thể về lại tư thế tấm ván. Tấm ván cả lớp mình. Giữ ở đây, rút sau bụng rốn. 3, 2, 1. Tấm ván nghiêng sang phải, hạ hai gót chân sang bên phải. Hít vào, vươn tay trái lên cao, mắt nhìn theo tay, rút sau bụng rốn. 3, 2, 1. Rồi nâng chân phải. Nắm. Cái chân phải mình nâng lên, cái lớp mình, ngón cái nắm được vào, tay phải nắm được vào ngón cái chân phải, vươn thẳng lên trên trần. Hít sâu, thở chậm, đúng rồi, cả lớp, rất là đẹp ha. Cố gắng lên nào. Giữ ở đây để chụp hình cho lớp mình. Mắt nhìn lên, Lê Hương, đúng rồi. Thay tiêu điểm, ai chụp được hình rồi thì chúng ta hạ xuống để thư giãn cổ tay. Rồi, Lê Hương nè, chị Ngô Thị Bảy nào. Hay tiêu điểm, chị Ngô Thị Bảy cố lên. Đâu rồi, chị Như Hạnh xong rồi, chị Ngô Thị Bảy cố lên, vươn thẳng lên. Đúng rồi, căng toàn bộ cơ thể, mắt nhìn lên. Rồi chị, rồi, ai nữa nào, chị Bảy xong rồi, Tôn Lý lên không? Được coi, hạ hết xuống rồi, Trang Dương, Đào nào. Tôn Lý ha. Đúng rồi, Tôn Lý, thẳng lên, căng toàn bộ cơ thể, Tôn Lý xong rồi. Hay tiêu điểm. Đào ơi, đâu rồi, tôi quay cam qua cái là tắt rồi. Nắm lên. Thảo Nguyên chuẩn bị nha. Kéo căng lên, lên trên trần, đúng rồi. Rồi, đúng rồi, Thảo Nguyên. Ai xong rồi hạ xuống thư giãn tay của mình đi. Rồi chụp cho Thảo Nguyên nào. Đâu rồi, nàng nằm rồi hả? Thảo Nguyên. Lên, đúng rồi. Mắt nhìn lên trên. Thu Hằng. Như Lam. Như Lam cố lên, đúng rồi Như Lam. Thẳng cái đầu gối trên ra như miếng nữa, thẳng. Đúng rồi, rồi hạ xuống nhẹ nhàng. Thư giãn cái tay đi, Thu Hằng nào. Đúng rồi em. Đạp mạnh cái lòng bàn chân ở dưới xuống. Cho nó đẹp, đúng rồi. Lung lay lúc lắc quá, tấm ván này lung lay lúc lắc quá nha. Đẩy cả mũi chân rồi. Tấm ván lung lay lúc lắc quá. Thảo Nguyên rồi, ai chưa chụp hình nữa không nào? Thảo Nguyên à, à Thảo Nguyên lại phải không? Thầy tiêu điểm. Tôi mở cam qua là rớt xuống vậy nè. Thảo Nguyên lên. Cơ hội cuối cùng. Lên nào. Thẳng. Chưa. Chưa được.
Chị Như Hạnh, Như Hạnh tốt rồi nè. Đâu Như Hạnh đâu? Chị Như Hạnh tốt rồi nè. Như... đúng rồi, nàng này khỏe cực luôn, chân ép chặt xuống dưới sàn rất là đẹp ha. Mẫu này đang rất là tốt nha cả lớp, mẫu đang trên màn hình, chị Như Hạnh tập rất là tốt nè. Rồi xong chị Như Hạnh quay qua chụp cho Thảo Nguyên tắm nào, nãy giờ cố gắng 2 lần. Đâu rồi? Mai Vi chụp rồi đó Mai Vi. Nàng Thảo Nguyên chạy đi đâu mất rồi. Đây. Trang Dương. Trang Dương ngồi nhìn không à, Trang Dương lên thế đi chụp cho một tấm hình nè. Thảo Nguyên cơ hội cuối cùng nha. Đây, Trang Dương lên trước rồi nè, thay Trang Dương để nào. Đúng rồi, Trang Dương. Thẳng lên nữa Trang Dương. Ôi trời ơi, cái tay bị lọi nè. Rồi được rồi. Cái lòng bàn tay hướng vào trong á, đừng có lọi cái chỏ tay ra ngoài nhiều quá, nó bị tổn thương cái chỏ tay á em. Lên đi nào, lên, lên lại. Đúng rồi, tốt lắm. Rồi Trang Dương ha. Rồi hít sâu thở chậm. Rồi mời cả lớp mình nằm dài cơ thể trên thảm đi. Hít vào, nâng hai chân lên cao, hai chân vươn thẳng lên trần. Lòng bàn chân hướng về lên trần, mũi chân hướng về phía đầu. Hai tay vươn qua khỏi đầu. Hai tay vươn qua khỏi đầu cả lớp mình. Đúng rồi, thay cái màn hình, là màn hình của Trang Dương hơi bị tối. Ép chặt cái toàn bộ sống lưng xuống dưới thảm nha. Hít vào, nâng hai tay lên chạm nhẹ được mũi chân. Đúng rồi cả lớp, chạm được mũi chân nào. Không nắm, chạm thôi. Lê Hương, thở hà. Mũi chân xuống dưới sàn hạ. Đúng rồi, chân vẫn giữ, chân giữ đó. Hít hai, nâng. Rút sau bụng rốn lại, thở hạ. Hít ba, nâng. Thở hạ. Thảo Nguyên đi theo nhịp đếm nha. Chúng ta phải giữ lại một nhịp á, nó mới vào cơ bụng được. Hít 4, nâng. Tập động tác này cơ bụng mình nó sẽ nóng lên và nó khỏe cơ bụng rất là nhiều. Thở hà. Cơ bụng tức là cái luân xa ba ha. Luân xa ba ha. Luân xa về nội lực. Khỏe cơ bụng thì chúng ta sẽ khỏe toàn thân nha. Hít 4, nâng. Siết sâu bụng, thở hà. Thảo Nguyên giữ. Tiếp tục nào, hít 5, nâng. Thu Hằng lên. Mới có 5 nhịp mà, cơ bụng mới có 5 nhịp thôi. Trang Dương thả tay ra, thở hà. Không có nắm, chạm thôi. Hít 6, nâng. Một nhịp nữa thôi cả lớp mình. Thở hà. Nhịp cuối cùng nào, hít 7, nâng. Giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, chậm rãi hạ chân, giữ vai, giữ vai. Chúng ta chậm rãi hạ chân, vươn thẳng chân về phía trước, không chạm sàn, hạ chân, vươn thẳng chân về phía trước, hạ thấp nữa. Rồi rút sau bụng rốn lại, nâng người lên về tư thế con thuyền thấp nào, giữ. 5, 4, Mai Vy cố lên, 3, 2, 1, thở ra, hạ toàn thân xuống dưới sàn, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm, xoa nóng bụng lên nha, ai tập nóng bụng thì tốt mà, xoa, còn ai lạnh nữa không nào, khi mà cái vùng à, luân xa ba của mình nóng lên thì toàn cơ thể của chúng ta sẽ nóng lên. Rồi vừa đi cơ bụng trên rồi bây giờ đi cơ bụng dưới một xíu nè. Lần này thì hai tay đặt nhẹ ở dưới mông, lòng bàn tay ấp lại. Cầm hướng nhẹ về xương ức.
hai chân duỗi thẳng, hai thân khép sát vào nhau. Cái mạng sáng nay nó chậm quá rồi, không thấy gì cả lớp mình luôn. À, hít vào, nâng hai chân lên cao, cả lớp mình còn nghe khẩu lệnh thì cứ làm nha. Nâng hai chân, thở hà không chạm sàn, cố gắng siết bụng lại, cầm hướng nhẹ về xương ức, hạ thấp xuống 20 độ thôi cả lớp mình, không chạm sàn. Hít hai, nâng, thở hà không chạm sàn. Hít ba, nâng, thở hà hạ xuống 20 độ không chạm sàn nào. Hít 4, nâng. Khi nâng lên, mũi chân hướng về phía đầu. Thở hà. Hít 5, nâng. Thở hà. 10 nhịp thôi cả lớp. Như Lam cố lên. Hít 6, nâng. Thở hạ. Thu Hằng tập đi, nhìn về phía cam chi. Hít 7, nâng. Lê Hương cố lên. Thở hạ. Lớp mình bữa nay giỏi quá. Hít 8, nâng. Thở hạ. Chín, nâng. Thở hạ. Lần cuối nào, lần cuối, nhịp cuối cùng lên nha. Hít 10, nâng. Như Lam ơi, lên đi nào, cả lớp đang đợi. Lê Hương giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ xuống nhẹ nhàng. 4, 20 độ thôi, chưa có hạ xuống hết, giữ lại 5 nhịp nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi chậm rãi hạ xuống, tách tay ra nào. Rung lắc cái cổ tay của mình. Rung lắc chân tay đi cả lớp. Co nhẹ hai gối vào ngực. Hai tay ôm sát gối, kéo sát gối vào ngực của mình. Lắc lắc cái lưng để cái lưng áp chặt xuống dưới thảm. Trả lại cái cột sống lưng của mình ha. Rồi hít vào, nâng gối chạm trán. Cố gắng gối chạm được trán cả lớp. 3, 2, 1. Ôm gối lăn lưng lên xuống nào. Lăn lên xuống đến lần thứ 5. Ai có hành kinh thì chúng ta không bật ra sau, ai không bị hành kinh thì cố gắng bật mạnh ra sau về tư thế cái cày. Hai tay đỡ là phùng thắt lưng. Bật mạnh ra sau về tư thế cái cày cả lớp. Đúng rồi. Ai tốt thì mũi chân chạm được xuống dưới thảm nào, cố gắng đẩy mạnh. Thu Hằng từ từ thả sống lưng em, cột sống lưng đang chơi vơi vậy mà sao thả tay ra. Giữ chặt sống lưng lại hết đi cả lớp, đừng thả cột sống lưng của mình. Rút sau bụng rốn lụt lại. Mũi chân chạm được xuống dưới thảm đi cả lớp. Ai tốt mũi chân chạm xuống dưới thảm và tốt hơn nữa mũi chân đi về phía đỉnh đầu. Đúng rồi. Giữ. 3, 2, 1. Hít vào, nâng chân lên. Vươn từng chân lên trên trần. Hãy bảo vệ cột sống của mình nào. Hai tay đặt sau cái lưng. Tôn Lý nằm rồi hả em? Vươn thẳng chân lên trần. Rồi, vươn cao được rồi thì chậm rãi co gối lại và hạ từng.
Đúng rồi, co gối và hạ từng từng đốt sống lưng xuống dưới thảm. Hạ một cái bập luôn rồi Thu Hằng ơi. Rồi hai tay vươn dang ngang. Gối vẫn co nhẹ về phía ngực. Hạ hai gối sang trái, mắt nhìn sang phải. Vặn xoắn trả cơ. Hít vào nâng lên. Thở hà đổi bên. Hít vào nâng lên. Rồi duỗi thẳng tay chân ra trên thảm, chúng ta thư giãn cuối giờ. Hai chân tách rộng bằng hông. Hai tay buông dọc theo thân, lòng bàn tay ngửa. Hít sâu, thở chậm. Trải dài toàn bộ đốt sống lưng của mình trên tấm thảm, như một đứa trẻ đang nằm ngủ ở trên giường. Mắt nhắm nhẹ. Thả lỏng vầng trán. Thả lỏng đỉnh đầu. Khuôn mặt thả lỏng. Đôi môi mỉm cười nhẹ. Thả lỏng đôi vai, trọ tay, thư giãn và thả lỏng 10 đầu ngón tay. Nguồn năng lượng thư giãn len lỏi qua khoang bụng, giúp tôi thư giãn toàn bộ cơ quan nội tạng. Tôi thư giãn thận, gan, phổi và tim. Tiếp tục. Nguồn năng lượng chạy dài từ cơ hông, khớp háng, cơ đùi và mềm mại và thư giãn các khớp gối của chính mình. Nhẹ nhàng thư giãn mắt cá, lòng bàn chân, các ngón chân thật mềm mại, nhẹ nhàng. Toàn thân tôi lúc này đang được thư giãn. Cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng, chìm sâu. Toàn thân tôi được thư giãn. Toàn thân tôi đang được thư giãn. Mời cả lớp mang ý thức quay trở lại căn phòng. Rung lắc nhẹ đôi chân, cử động nhẹ đôi tay. Hai chân khép sát. Hai tay chắp lại, vươn qua khỏi đầu. Đẩy ngược cái lòng bàn tay lên trên. Bẻ căng căng duỗi căng toàn bộ cơ thể ra nào. Thở, hạ tay xuống nhẹ nhàng. Nghiêng mặt sang trái, ép thái dương trái xuống dưới sàn. Chậm rãi nghiêng mặt sang phải, ép thái dương phải xuống dưới sàn. Chúng ta chuẩn bị trả cơ cho khuôn mặt nào. Mặt nhìn về phía chính diện. Đúng rồi. Chuẩn bị trả cơ cho khuôn mặt ha. Chúng ta hít vào thật sâu nè. Căng căng cái khuôn mặt lên và làm xấu khuôn mặt của mình ở cả lớp mình. Thở hết hơi ra. Chúng ta hít sâu vào và thở hết hơi ra, tống hết hơi ra bên ngoài để trả cơ cho khuôn mặt. Hít vào. Thở hết hơi ra, tống hết hơi và phát ra cái tiếng luôn. Lần cuối, hít vào thật sâu. Thở hết hơi ra. Rồi, co nhẹ gối. Nằm sang một bên. Nâng nhẹ người dậy. Lần này thì hãy nhìn mặt mình về phía camera nè.
Hít vào, vươn hai tay lên cao. Vươn thẳng hai tay lên trần. Chắp hai tay lại, kéo hai tay về trước ngực. Mắt nhắm nhẹ, cằm hướng nhẹ về xương ức. Chúng ta cùng cầu nguyện ở đây. Trong tâm tôi luôn niệm câu Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti có nghĩa là cầu bình an. Tôi cầu bình an cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè. Tôi dùng tâm trí hai tay đặt lên trán, linh hồn hai tay đặt trên môi và trái tim hai tay đặt trước ngực. Cầu bình an cho tất cả mọi người trong khán phòng này và trên thế giới này. Cú đầu chào nhau nào cả lớp. Namaste. Xin chào cả lớp. Cảm ơn cả lớp rất là nhiều. Buổi tập của chúng ta đến đây là kết thúc ạ.